Thì về cái bí kíp mà Thi bán trà tắc á, thì tất cả anh chị em cũng hay thắc mắc tại sao mà Thi bán được vậy. Tại vì thứ nhất vậy nè, bán vui, vui vẻ, nhiệt tình, muốn hát, phục vụ. Thì cho nên là khi tất cả anh chị em đến ở đây chủ yếu vui. Còn ăn uống ví dụ mà nó không hợp khẩu vị, mà Thi chắc chắn khẩu vị nhà Thi á, các miền thì không hợp hết được. Cái mùi trà tắc này là cái mùi trà Thái nguyên chất. Trà Thái, mọi người đi qua Thái chơi là mọi người thấy người ta bán trà này không à. Cho nên nó thơm. Và lại nữa thì đem về đây chế biến thì sẽ để tắc với lại hạt chia. Chứ người ta bán là người ta bán trà bình thường thôi. Cho nên là Thi chế biến riêng để cho sao? Để cho nó khẩu vị mình ăn được á. Mình ăn được, mình bán ra được. Còn nhiều khi người ta bán ra được mà người ta không dám ăn. Cho nên là Thi là uống được hết. Cho nên Thi uống mấy năm trời đâu sao đâu bình thường. Đó, thì bán ra người ta vẫn uống mỗi ngày cho nên bán được. Đó. Thì gian hàng trà tắc thì tất cả anh chị em cũng hay thắc mắc. Hỏi Thi ơi, trà tắc này có đóng chai được hay không? Ship các tỉnh được hay không? Thấy Thi quảng cáo thèm quá à. Đóng chai để nó không được lâu. Ví dụ mà phải có chất bảo quản thì mới để được lâu, giống như là C2 không độ hay đóng cái thanh gì đó. Đó là cái dạng chất bảo quản để được lâu ngày. Còn cái này nó không có chất bảo quản, làm liền bán liền. Nhưng mà có thể là mọi người mua về á, mọi người để vô tủ lạnh được 4 ngày. Còn ví dụ mà đóng chai á, thì mình sẽ đâu để tủ lạnh đâu, thì tắc nó sẽ bị hư. Cho nên tắc này là Thi ép nguyên chất bằng máy. Hai cái máy ép tắc. Ép một ngày là 250kg tắc. Cho nên là khi không có chất bảo quản, mọi người uống nó ngon, nó thơm liền tay. Còn mà để chở gần 5-7 ngày nữa là thiêu luôn. Mọi người cứ tưởng tượng tắc mà mọi người mua về, mọi người giặt dắt đi, mọi người để ngoài nó rắc liền. Nghe cái mùi rắc liền. Cho nên nó uống nó không ngon. Mình uống cái mình thích là mình thơm và sảng khoái và nó ngon và bắt miệng. Cái mình thích. Ví dụ mọi người dễ lắm. Uống mà nó ngọt quá. Ví dụ mọi người uống ngọt quá nha thì mọi người xin tắc thêm vô. Còn ví dụ mọi người uống thấy chua quá mọi người xin trà thêm vô. Tại vì trà thì nấu chung với đường. Cho nên rất là dễ nha. Mọi người cứ xin thêm vô đi, có chai đẹp phục vụ mọi người. Còn khi tất cả anh chị em uống rồi cái mọi người nói về trà chua quá. Bữa nào mà Thi vui vẻ thì bán ngon, bữa nào Thi không vui vẻ thì bán không ngon. Không có, tại vì do ví dụ mọi người tưởng tượng đi, mọi người đang bệnh mà nó lạc cái miệng, mọi người uống vô thì nó rất là ngon. Mà khi mọi người đang ăn no mà ăn đồ ngọt, mọi người uống đồ chua vô thì nó khác khẩu vị liền. Hôm nay mọi người ăn mặn vô thì mọi người uống ngọt vô thì nó chua chua vô thì nó đánh bay liền cái mùi đó hết. Một lúc đầu thì mình uống không ngon mà uống tí nữa nó ngon. Thì mọi người nhớ nha, uống trà tắc thì mọi người uống gì nè. Vô một hớp xúc miệng cái cho nó vô hết một cái đoạn nó vô một cái. Mọi người uống cái đoạn thứ hai. Nó sạch một cái hiểu không? Đoạn thứ ba là cái khẩu vị mọi người biết liền. Tại vì mọi người đang ăn ngọt hiểu không? Ví dụ mọi người đang ăn kem nè, đang ăn chè nè, mọi người uống vô là nó sẽ không hợp. Ví dụ mọi người đang ăn gỏi đủ Thi đi, mặn ngọt chua cay. Nhưng mà quay qua mọi người ăn chè lại nữa thì nó sẽ nghịch lại cái mùi lại. Tại vì đang ăn chất mặn vô mà ăn đồ ngọt lại thì nó sẽ khác lại. Cho nên mọi người ăn phải 2-3 nhát. Nuốt vô hết rồi xong nó qua cái đợt đó. Thì mọi người mới qua cái đợt sau rồi mọi người mới biết được khẩu vị nha. Đây là chia sẻ về bí kíp tất cả các món ăn trong cái khẩu vị của mình. Ví dụ Thi đi nước ngoài chơi đi, Thi muốn chê cái món ăn đó là Thi chê theo, tại vì người ta thích ăn cái kiểu đó. Vì cái nơi người ta thích cái kiểu đó, mình đâu có thay đổi cho người ta được. Ví dụ tưởng tượng Thi đi Pháp chơi đi, Pháp nó ăn bánh mì không à, với nó ăn sô-cô-la không à, nó ăn chocolate không à, với nó ăn chè, ăn cái gì, ăn phô mai không à. Thì khi mà Thi đi qua bển ăn đâu được, cho nên Thi không biết ăn. Thì Thi nói tại vì người ta thích ăn vậy. Đó. Cho nó dễ, tại vì mỗi nơi mỗi miền khác nhau mà, giống như mình vậy đó, thấy không? Ví dụ Thi đi chơi Việt Nam đi, Thi đi ra ngoài miền Bắc chơi. Cho nên là mỗi nơi mỗi kiểu, cho nên khi tất cả anh chị em ăn nó sẽ không có hợp, phù hợp hết. Cho nên mọi người thông cảm. Tại vì cái clip mà mình quay á, mình nói chuyện á thì mình nghe ok được không được, mình vui vẻ, thấy không? Đó là cái sự chia sẻ của Thi. Còn ví dụ mà những khẩu vị ăn thì Thi không có hoàn hảo được hết được, không hoàn hảo nha. Mọi người có thể xin thêm vô được. Tai heo ngâm chua ngọt 120 cất ngon. Ba khía ngâm 200. Về tất cả các món ăn để phục vụ tất cả anh chị em, đóng gói đóng hộp rất là sạch sẽ và vệ sinh rất là ngon. Kế tiếp đó chính là đường thốt nốt. Đường thốt nốt này nè, mình đem về chấm xoài ăn trộn với nước mắm ăn rất là ngon. Kho thịt kho cá ăn rất là ngon. Đây đường thốt nốt rất là ngon nha quý vị. 80 ngàn mà mua về ăn. Thì cũng rất là vui được tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến về cái sự ủng hộ. Bữa nay thì mới làm thêm được 100 hũ sa tế. Sa tế này á là Thi làm trực tiếp ớt tươi, Thi xào lên, nấu lên. Khi tất cả anh chị em mua về ăn, múc ớt ăn thôi, chừa dầu cho đừng cho bị mốc, thấy không? Ăn cái lớp ớt nha. Múc ớt ăn, ăn đậy lại. Lấy cái muỗng sạch ăn. Hủ tiếu bánh canh, lẫn như nhà phở này nó ăn không ngon, để vô nó ngon. Này.
rất là ngon nha, và thương hiệu Thi Thi luôn, là Thi làm ở nhà luôn á mọi người, Thi làm ở nhà luôn, Thi mua cái máy xào thực tế rồi đó. Thì đây là kem dừa sầu riêng nhãn thập cẩm, bán rất là đắt luôn nha mọi người, ngon cực kỳ luôn, 90 cành. Và sau đây mọi người sẽ gặp tất cả các người mẫu đến từ các miền Việt Nam, Thi Hoa Hậu tại quán gỏi đu đủ Thi Thi. Hồ Ngọc Mỹ Linh, 18 tuổi, đến từ Hậu Giang. Quỳnh Ngọc My, 30 tuổi, đến từ 71C2 Bến Tre, có cây me. Nguyễn Húc Nhã Ca, 20 tuổi, em bắt con nai nó nhảy, 67, An Giang. Nguyễn Hoàng Ti Thi, 34 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây tất cả các người đẹp của chúng em luôn luôn phục vụ tất cả anh chị em, tất cả các hoa hậu diễn viên ở tại nơi đây luôn luôn đồng tình với tất cả anh chị em, phục vụ tất cả anh chị em chu đáo. Thì mọi người thấy tất cả các người mẫu của chúng em đẹp không ạ? Đến từ các nơi các tỉnh luôn luôn làm tất cả các hoa hậu để phục vụ tất cả các quý khách tại quán gỗ đu đủ Ti Thi. Thì sau đây tất cả anh chị em có thể thưởng thức qua tất cả các món ăn ghẹ sữa, gam mặn ngọt rất là ngon, và cá khô đến từ Thái ngon tê tái, chuối sấy thơm ngon đến từ Bến Tre có cây me, bánh bía Sóc Trăng cực kỳ ngon cực kỳ béo, bánh bía sầu riêng ngon cực kỳ luôn đến từ Sóc Trăng có cây măng. Mới đi đợi nợ về hả gì vậy? Đúng rồi. Cho vay tiền góp hả? Ôi ôi quýnh bài hết tiền rồi nợ đó phải không? Còn cái gửi. Ủa, sao à, đón thôi cái miệng, cái miệng bảo quá trời rồi. Còn hai cái gửi. Vậy hả? Ơi, mượn cho vay tiền góp thiệt luôn, sao nói ngay bóc vậy? Thì đặc biệt là Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con yêu mến, Thi ở gần ở xa cũng luôn cố gắng để đến ủng hộ quán nhà Ti Thi. À, món ăn trái cây tô, trái cây tô 6 loại trái cây, đu đủ, nhãn, mít, dưa gan, dưa lưới, thanh long rất là ngon. Thì bữa nay Thi sẽ ăn trái cây tô nha. Nhớ khi tất cả anh chị em ăn trái cây tô trộn cho đều lên như vậy, trộn lên sao để cho sữa với đường nó đều nhau. Và khi tất cả anh chị em ăn trái cây tô, mọi người nhớ hấp cái nước nè, nó béo dữ lắm luôn á, nó béo khó diễn tả được, mình phải ăn nó đồng đều nhau vậy. Nhớ nha, khi nào mình ăn rồi cái gỏi rồi mình hãy kêu trái cây, vừa ăn gỏi xong hấp cái nước này một cái cho nó chán miệng, cái nước sữa này nè chán miệng cái rồi sau mình hãy ăn qua tất cả các trái cây thì nó mới hòa quyện nhau, nó mới ngon với khẩu vị. Tại khi tất cả anh chị em đang ăn mặn mà đổi qua ăn ngọt thì nó sẽ khác liền, nó chưa ngon liền được. Rượu này là Thi Ngâm uống là từ đó tới giờ là cỡ 20 thang rồi đó. Cơ thể của Thi mỗi ngày thì uống, có Thi bình thường thì cho uống chung thôi, mà Thi uống tới 3 chung lận. Uống sao biết sao, uống 3 chung là nó say luôn đó, khỏi uống bia. Rượu thì say lắm, mà uống đỡ nhức mỏi, đỡ đau lưng, đỡ đau lưng nhưng mà hơi nóng tí xíu, nóng nóng thô cổ luôn. Cái rượu này á, nóng nó mới tàn máu, hòa hiện máu mình, không? Nó mới thông thoáng máu mình. Bây giờ thì đem qua cho nhân viên thì uống, thì mới mua thêm 10 thang nữa thì ngâm. Tại vì ngâm lần 2 thùng bự, 2 thùng 3 thùng bự vậy nè. Ngâm lần 10 thang. Để sao ngâm tới 2 tháng 3 tháng nó uống ngon. Còn cái này là Thi ngâm lâu rồi đó, 4 tháng 5 tháng rồi đó. Còn về cái vấn đề ở đây thì Thi có trưng bày bia lon. Ai thấy bia thì uống bia luôn, mua bia uống, bán chơi vui vẻ. Còn ai uống thì cũng uống à, tại vì Thi một ngày Thi phải uống bia 2 cho đến 3 lon. Còn đây là dây thun để cột tóc cho khách hàng nào tóc bị bay. Còn đây dầu thơm để tét, có bán riêng nha, 150 chai. Còn dầu thơm này 200, có tét luôn nha, thơm lắm nè mọi người, thơm mùi ngọt ngào như giờ dễ thương á, 200 mua làm quà kỷ niệm. Còn đây là khử mùi 70, Thì mua bên Thái về nha, bữa Thì đi chơi Thái á, cho nên còn nè, còn có 15 chai 14 chai à. Đây là nước rửa tay, còn đây là mặt nạ để đắp da mặt của anh Thái luôn, serum để mấy má thích trộn kem có bán luôn,
xà bông gội đầu, mua cho nhân viên xài, ai mua rồi bán luôn, cũng như thấy được mua luôn, không mua rồi thôi, nhân viên xài. Những cái gì mà liên quan tới nhân viên Thi xài được á, kiểu như mình không sợ ế. Còn cái mỹ phẩm của Thi là Thi bán mỗi ngày rồi, cho nên là mình không có tính. Còn ở đây dầu, dầu mua về trưng bày để sau nhân viên nhức mỏi cho nó xài luôn. Kiểu như rửa chén đó, rửa tén, giặt đồ, hơi làm việc mệt mỏi nè, đau tay nhức tay nè, mua nè. Mua của Hàn Quốc luôn nha. Đó, có sẵn ở đây luôn để nhân viên xài. Đau gót chân này nọ nè, mua của Thái nè, về đó đứa nào nhân viên xài cho xài luôn. Còn cái này băng treo cá nhân, xài sắt bị đứt tay này nọ đó có luôn. Ở đây là tiện nghi hết. Còn ví dụ mà làm mệt mỏi khỏe này nọ, vitamin C có luôn, thuốc giảm đau này nọ có luôn. Đây là một trưng bày ở đây sẵn hết, kem da mặt, kem đêm, kem ngày có hết. Nói chung là toàn bộ tiện nghi, giống như là mình làm sống chung với cái môi trường mà giống như gia đình vậy đó mọi người. Cái gì cũng phải cần, cũng phải có mỗi ngày, cái vật liệu để mình xài mỗi ngày. Đây là tất cả các áo nhân viên của Thi mới làm mới nha, là hình ảnh của Thi luôn, là thương hiệu của Thi trực tiếp trên cái bảng menu. Đó, có số điện thoại và địa chỉ ở trên đây. Để sao có ba màu, màu bây giờ là Thi đổi là tại sao màu tím, màu tím mà có hình ảnh Thi rất là nổi bật, tại vì màu tím á để cho nó lạ. Còn màu xanh luôn của Thi là màu phong thủy, còn hình ảnh của Thi là nổi bật nhất, cho nên Thi làm ra màu đa sắc. Còn kem răng này Thi mua cho nhân viên Thi, ví dụ nó hot nó xài một đứa một cây đó. Đồ này là Thi mua cho nhân viên xài không nha, tất cả các thứ này đồ cho nhân viên xài không à, tại vì trưng bày biết sao không, cho nó đẹp để sao cái nhà mà vô nó trời lỗi chóc lóc mà nhìn nó kỳ, nó không có màu mè mà nó không có sức sống á. Cái con người của chúng ta mà không có cây, có màu mè giống như là nó đơ đẫn. Còn ở đây là đồ ăn, là Thi mua cho nhân viên Thi đói bụng cái lấy ăn, phở mì mua lần để một đống vậy đó, ai đói ăn, nhà thì không có thiếu đồ ăn. Cho nên những nhân viên ở đây mà làm ở đây là cho ăn thoải mái luôn, nhưng quan trọng làm cũng thoải mái lại đó. Còn sữa thì cũng có sữa để uống luôn nè, sữa để bán nè đó. Còn về vấn đề thì ở đây thì có dao mà Thi cắt chanh chuyên nghiệp nhất đó, cắt ngày mấy trăm ký, nhưng giờ đỡ rồi, có máy rồi, cắt chanh bằng máy hết trơn rồi, cho nên nghĩ cắt chanh bằng dao, cho nên dao đỡ lục. Bao tay rửa chén nè, giày này nọ nè, để cho tiện nghi hết, tất cả các nhân viên làm cho dễ đó. Nói chung ra là tất cả các dụng cụ là Thi để vô tủ này sạch sẽ hết, để sao để ra mình là cần cái gì là có liền, cần là có liền, chứ không phải là cần cái đi kiếm. Với lại hả, ai mà mệt mỏi nè, vitamin C nè Thi mua nè, của nước ngoài nè, uống nè, hộp 370-380. Nếu có ai bán rẻ hơn á, cỡ rẻ ưu đãi đem bán cho Thi nha, nha nhắn tin qua hoặc là đem lại đây luôn. Ví dụ mua cỡ 200 mấy gì đó giao sỉ á thì ok. Còn ở đây Thi mua lẻ thì không có tiết kiệm đâu mọi người, tại mình nghĩ là sống khỏe. Còn ở đây sữa uống nha, còn nhân viên có sữa. Ủa, đây là sữa Vinamilk nè. Còn nếu mà có chương trình công ty Vinamilk sản xuất ra, có sự tài trợ đem lại đây thì cho nhân viên thì uống luôn đó. Nói chung ra cái gì cũng có nha. Còn về món ăn không có thiếu đâu. Là nhà Thi là Thi phải mua tủ lạnh một đống, mà Thi mua đồ hả để chắc luôn một đống. Chơi cũng thoải mái, làm cũng xả láng, sáng dậy sớm. Với lại Thi là cái gì cũng chơi được nha. Thi là giống như là đa dạng đa năng luôn, tại vì cuộc sống trải qua nhiều thứ rồi. Bia thì cũng uống, một ngày Thi uống 2 chai, 3 chai, mà Thi uống bia Corona không à. Nếu có công ty nào mà sản xuất bia Corona thì có thể inbox qua cho Thi nha. Thi mua, tại vì Thi mua một ngày là Thi uống 2-3 chai, có khi là có người này người nọ nữa uống 5-6 chai. Mà đúng bình thường là Thi thích uống bia Corona, vì bia Corona biết sao không, Thi xin quảng cáo luôn, uống vô nó có ga nhiều, Thi rất là thích, với lại nó ngon. Với lại mà khi uống vô nó thấm vô một cái nó say, nó không say thôi nào, nó chưa say nha, nó mà say là nó say cực mạnh luôn, nó mạnh hơn bia Heineken mình. Nhờ cho nên là Thi uống ha Corona. Còn tất cả các quán ăn ở Việt Nam là đều bán Heineken với Tiger không à. Đây chia sẻ thật về Corona đó. Còn những công ty nào bán những cái mặt hàng mà Thi đang cần xài mỗi ngày tiện dụng đó, ok inbox qua bán ok giá ha, vui vẻ. Vì tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến ủng hộ quán gỏi nhà Thi, ở đây cũng có một cái sân khấu nhỏ nhỏ mini để xịt khói, múa hát này nọ đó ha. Ngày đây xịt khói múa hát, đường vào tim em môi banh ra, trời mùa đông nay vẫn hay đi về, làm sân khấu để biểu diễn thời trang ở đây luôn đó, có máy xịt khói luôn. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến, và đặc biệt tất cả anh chị em đến quán nhà Thi, địa chỉ 546 An Dương Vương, phường 10, quận 6, tại app Grab Shopee Food tìm kiếm Thi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Chúc tất cả anh chị em một ngày vui vẻ và ăn ngon miệng, và đặc biệt tất cả anh chị em xem clip của Thi mỗi ngày. Nếu có điều đó thắc mắc có thể comment xuống phía bên dưới cho Thi nha, nhớ đăng ký like, subscribe kênh cho Thi nha. Và đặc biệt tất cả anh chị em muốn mua hàng của tại quán Thi ship các tỉnh. Cảm ơn tất cả anh chị em, chúc tất cả anh chị em một ngày vui vẻ, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào clip ngày mai ạ.